Daniel Russell bên phía đội đỏ. Không có tình huống di chuyển chung nào với nhau cả khi mà không có Zara xuất hiện trên bản đồ. Và bây giờ thì đang chia đỡ Herrera và Amison. Từ đây thì ta chuyển sang đó là Zach màu hồng. Đặng quá. Xin lỗi các bạn, một cái cảnh vừa rồi tôi không tưởng tượng sẽ xuất hiện. Đây là theo ý đồ, chắc là đầu tiên là anh Mandra nó cứ ngồi bắt chân lên đi không sao đâu, nhưng mà anh camera bắt đúng cái cảnh này, ngồi bắt chân lên, thế là bạn tự ngại quá quay qua tán cho bớt, một bàn tay đừng nói nhiều, quay qua kiểu số 7. Hay đến từ cái bạn nữ vừa rồi, đến từ bạn nữ đó, thật ra tôi không nhìn kịp, chẳng hiểu nữa. Phần đường dưới bây giờ ta